Rồi bây giờ xin mời quý vị mình chuẩn bị chúng ta vào trong để mà chúng ta tham quan cùng quý khách. Đây là một trung tâm tín ngưỡng lớn của tỉnh Bình Thuận quý vị. Rất linh thiêng. Bên trong là thờ Linh Gia và Vinh. Xin được biết được đi nào. Anh chị cô chú nào chúng ta cầu nguyện chúng ta vào trong. یادم تو بنمایی گفتا که یاری